JK Audio. Nghe chưa đủ, thấy xác tin. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube JK Audio ạ. Vâng, JK Audio hôm nay xin giới thiệu đến các bác mọi miền tổ quốc cái dòng chép rời. Đây là dòng bãi của Mỹ, thương hiệu là JBL đấy ạ. Vâng, thương hiệu JBL rất là nổi tiếng đấy ạ. Vâng, thì bên em về rất là nhiều cái dòng chép này để phục vụ các bác mọi miền tổ quốc mà yêu cái giải cao, để cho nó sáng từ những bản nhạc hay là những lời ca nó được sáng tách bạch, thì nhiều bác phải thêm chép rất là nhiều, mà những đôi loa thì nó không hỗ trợ triệt để, thì chúng ta nên mua cho mình những cái đôi chép rời bên ngoài này để chúng ta có thể khai thác triệt để cái giải cao mà nó không bị chói. Vâng, thì trước mặt quý vị và các bác đây ạ. Vâng, đây là hình dáng em nói đây ạ, rất là đẹp. Mặt trước được đen này, màu đen, và phía sau đặc biệt cái dòng này này rất là lạ, có phân tần phía đằng sau đây ạ, rất là rõ. Đây, em quay ngang ra để các bác dễ quan sát. Vâng, về cái nhạc mà các bác đang nghe là bên em đang đấu chạy một đôi trực tiếp đường sau đây đó, đấu để các bác cùng trải nghiệm cái giải chép của cái chép rời mà dòng JBL bãi bên em nhập, để các bác quan sát nhé. Rõ, rất là rõ những cái phân tần này, bảng mạch phân tần gồm những cuộn cảm này, chống nhiễu này, đặc biệt là những cái bảng mạch phân tần này là chống cháy rất tốt. Vì thế các bác có thể đấu trực tiếp từ đằng sau đây hay từ đằng sau ly mà không cần thêm một gắn thêm tụ, nhìn rất là lạ mắt các bác nhé. Trên thị trường rất ít đấy ạ. Về hình dáng gì thì khá là bắt mắt, và đặc biệt phía trước đây là có một cái màng Vâng, về cấu tạo thì phía trước của cái chép JBL dòng bãi Mỹ này nó có một cái màng phản xạ. Cái đặc điểm của cái màng phản xạ này nó cho cái tiếng chép không đi trực tiếp đến tai, nó không bị chói đấy. Sau khi tiếng chép hay giải cao nó được phát ra, sau đó được cái màng phản xạ này chặn lại, và sau đó mới đi qua những cái khe của cái màng này và phát ra những ở cái loa đây ạ, đây xung quanh. Vì thế nó cho được cái chất chép rất là êm đấy, nó không bị chói như cái dòng chép khác thì nó phát ra trực tiếp, chúng ta rất hay bị một cái cảm giác là chói tai đấy, thì cái này nó có cái màng phản xạ rất là đặc biệt. Vâng, đây là cái cấu tạo phía mặt trước. Đây, Mỹ đi ạ. Đây, dòng bãi Mỹ. Vâng, đặc biệt cái bảng mạch này nó có một cái chất chống oxy hóa, là hàng của chính hãng thì mới có. Có cái chất chống oxy hóa do thời tiết khắc nghiệt của Việt Nam. Đấy, nó phủ một lớp. Chúng ta có thể để lộ ra bên ngoài, rất là thoải mái và vô tư, không phải lo reset. Kết nối cũng rất là dễ, có một cái giắc kẹp, chúng ta có thể kẹp trực tiếp đằng sau đẩy ra bằng dây tín hiệu đó, rất là hay. Đây là các bác đang nghe giải chép mà bên em đang đấu trực tiếp với cái chép rời này các bác nhé. Đây là dòng bãi đấy ạ. Vâng, em thử tăng chép lên tí, em tăng hết chép ở cái máy nâng tiếng TD Acoustic CB600 ạ, tăng hết lên đấy ạ,
nghe nó rất là sáng tiếng. Còn đặc biệt cái mạch phân tần này nó có cái sự chống nhiễu rất tốt, nó không làm méo cái tiếng chép, cái giải cao nó không làm méo. Đấy, và đặc biệt cái này có thể các bác nói trực tiếp nhé, các bác không cần tụ rời gắn bên ngoài đâu ạ. Vâng, có những dòng nó không có tụ thì chúng ta phải mua thêm, hoặc là chúng ta ra tiệm mua thêm cái tụ để chúng ta gắn để chống cháy. Nhưng đặc biệt cái dòng này các bác cắm trực tiếp luôn ạ. Vâng, thì em cũng đang cắm trực tiếp đằng sau đẩy đấy ạ. Vâng, em cắm trực tiếp đằng sau đẩy đấy, không đi qua tụ đây. Ừ, sau đẩy luôn. Đấy, cái này là chống cháy rất tốt. Mà đôi khi những bác mua những cái chép rời về rất lo nó bị cháy. Thì ngày xưa nó không có tụ thì rất dễ cháy, vì là khi mà quá công suất phát là nó có thể là gây chết chép. Vì thế các bác nếu mà có mua sản phẩm này thì các bác không lo nhé. Vâng, đây là các bác đang nghe cái giải chép của cái đôi chép rời JBL hàng bãi của Mỹ. Và các bác nghe nó thấy rất là dễ chịu, nó không bị chói, là cái sự đặc biệt của cái dòng chép JBL của Mỹ. Vâng, bây giờ để có sự so sánh thì bên em sẽ tách cái tín hiệu từ hai cái đôi chép này ra để các bác so sánh khi mà không có chép nhé, không được hỗ trợ chép. Vâng, đây là bên em đã tháo cái giải chép ra rồi ạ. Vâng, nghe nó rất là tối. Đây là cái giải âm mà chúng ta nghe không có giải chép rời. Vâng, bây giờ em đã kết nối lại. Vâng, quý vị và các bác có thấy sự thay đổi không ạ? Vâng, thay đổi ở giải cao rất là nhiều. Đấy, sau khi mà cái giải cao nó được phát ra, được ngăn lại bởi cái màng phản xạ này, phải được ngăn lại, không cho ra trực tiếp mà sẽ cho cái giải chép nó gián tiếp. Khi mà phát ra ở cái màng phản xạ này, nó sẽ đánh bật lại vào phía cái loa này. Sau đó bắt đầu thì chép mới được phát ra ngoài. Là cái ưu điểm của cái dòng chép rời JBL. Vâng, các bác trải nghiệm và đánh giá và sở hữu. Vâng, đây là những cái nổi trội của dòng chép rời mà bên em nhập về để cung cấp ra thị trường. Nếu bác nào muốn sở hữu một đôi chép rời JBL hàng bãi Mỹ thì các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube JK Audio. Bên em sẽ gọi điện tư vấn trực tiếp cho các bác. Vâng, với một đôi chép này thì chỉ khoảng tầm 600 thôi ạ. Vâng, 600 là các bạn có thể miễn phí ship rồi ạ. Vâng, hôm nay em chia sẻ với các bác là dòng chép rời JBL bán Mỹ. Vâng, sau đây em xin phép được dừng video và hẹn tất cả các bác vào các clip tiếp theo ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.